Lễ hội Quan Âm Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện năm 2011 đã được tổ chức trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 3 năm 2011 tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Lễ hội đã quy tụ hàng trăm vị tôn đức tăng ni, nhiều phái đoàn các đạo tràng và đông đảo Phật tử Việt Mỹ đến từ nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ và thế giới. Suốt trong 3 ngày lễ hội, chư tôn đức và Phật tử đã cùng tham dự các pháp hội, cùng sống trong bầu khí thiêng liêng an tịnh của những giờ phút cầu nguyện, cùng hành hương tam bộ nhất bái hay chan hòa niềm vui trong các sinh hoạt văn hóa dân gian, và tất cả đều cùng một niềm hoan hỷ dưới bóng từ bi của Mẹ Hiền Quan Âm. Mở đầu lễ hội là pháp hội Quan Âm tri tụng phẩm phổ môn và thuyết pháp về hạnh nguyện Đức Quan Âm và sự ứng hiện hạnh nguyện đó trong nhân gian vào trọn ngày thứ Sáu 25 tháng 3. Đến lúc hoàng hôn là phần khai mạc lễ hội và cuộc hành hương tam bộ nhất bái như một biểu tỏ sự quay về nương tựa trái tim từ bi của chúng sanh trong đời khổ. Để rồi kết thúc cho ngày đầu tiên này là đêm đốt nến cầu nguyện với hàng ngàn con tim cùng hướng về những con người bất hạnh đã lâm nạn trong trận động đất, sóng thần và hiểm họa phóng xạ nguyên tử kinh hoàng tại Nhật Bản và ở mọi nơi đã từng xảy ra thiên tai trên thế giới này. Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 3, trong không khí trong lành của buổi sớm mai, khi mặt trời chưa ló dạng, là một đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay. Tiếp theo sau là lễ quy y tam bảo, truyền thọ năm giới căn bản cho hơn 80 vị, mong cầu được trở thành một người Phật tử chính thức trong ngày lễ hội này. Trọn buổi chiều thứ Bảy là các sinh hoạt văn hóa dân gian với nhiều hoạt động trình diễn thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội chính thức với nhiều màu sắc sinh động và mang tính cách trang trọng nhất cử hành vào tối thứ Bảy và được kết thúc với một chương trình văn nghệ đặc biệt mang chủ đề Tầm Thanh Cứu Khổ. Khép lại lễ hội năm nay là lễ hoàn nguyện hồi hướng được thực hiện vào ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2011. Tiểu ban phim ảnh của ban tổ chức đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của lễ hội và xin gửi đến quý Phật tử gần xa những phần lễ quan trọng nhất trong bộ DVD 5 tập này. Tập 1 lễ khai mạc, hành hương tam bộ nhất bái và đêm đốt nến cầu nguyện. Tập 2 đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay. Tập 3 sinh hoạt văn hóa dân gian. Tập 4 lễ cầu nguyện chính thức. Tập 5 chương trình văn nghệ tầm thanh cứu khổ.